Sáu nguyên tắc của huyền thoại đầu tư từng nhân tài sản lên gấp 18.000 lần, sử dụng đòn bẩy khôn ngoan. Quan trọng nhất là nhảy vào lĩnh vực ít ai chú ý. Từ 50.000 USD ban đầu vay từ bố vợ, nhà đầu tư đại tài này đã kiếm được 900 triệu USD. Trong khi Warren Buffett hay Charlie Munger có thể là những cái tên quen thuộc trong giới đầu tư, được coi là những huyền thoại thành công bậc nhất thì rất ít ai biết đến Selby David. Nhà đầu tư này đã nhân tài sản của mình gấp 18.000 lần từ năm 1947 cho đến khi ông qua đời năm 1994, từ 50.000 USD lên thành 900 triệu USD. Thậm chí 50.000 USD ban đầu này cũng là ông vay từ bố vợ. Ba thế hệ nhà David kể từ Shelby David đều là những nhà đầu tư cực kỳ thành công. Khi ở thời kỳ đỉnh cao, khối tài sản do gia tộc quản lý lên tới 100 tỷ USD nhà đầu tư huyền thoại Ba Tường Bích ca ngợi nhà David là một trong những gia đình vĩ đại nhất ở phố Wall. Bắt đầu muộn vẫn có thể thành công nhờ đầu tư lĩnh vực này. Mãi đến năm 38 tuổi, David mới bắt đầu đầu tư, kiếm bộ tiền nhờ đầu tư mạnh vào lĩnh vực bảo hiểm. Có 3 lý do chính để Shelby David đầu tư vào lĩnh vực này. Hợp đồng bảo hiểm rất có giá trị, ngành bảo hiểm thay đổi chậm và quản lý tốt là lợi thế cạnh tranh trong bảo hiểm. Nhà đầu tư này tin rằng giá trị thực của một công ty bảo hiểm đến từ số tiền thu được từ hợp đồng bảo hiểm nhưng chưa phải thanh toán theo yêu cầu bồi thường. Số tiền này thường được các công ty thể hiện như một khoản nợ nhưng với Shelby David, đó thực sự là một loại tài sản. Số tiền thu được từ hợp đồng có thể đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác. Những khoản đầu tư này sau đó tạo ra tiền mặt cho công ty bảo hiểm, David nói. Ông tuân theo ba nguyên tắc khi đầu tư vào công ty bảo hiểm, đầu tư vào các công ty bảo hiểm chất lượng cao, được quản lý tốt với lịch sử tăng trưởng, sử dụng đòn bẩy hợp lý trong chiến lược đầu tư và chú trọng đầu tư dài hạn không thường xuyên xáo trộn các cổ phiếu trong danh mục đầu tư của mình. Nguyên tắc của nhà đầu tư đại tài. 1. Sử dụng tiền của bạn hợp lý. David tin rằng các nhà đầu tư không nên lãng phí tiền để mua những thứ không cần thiết, thay vào đó hãy sử dụng tiền cho mục đích đầu tư bởi giá trị trong tương lai mà nó đem lại. Mỗi USD bạn kiếm được đều có giá trị hôm nay, nhưng đừng bỏ qua tiềm năng tương lai của nó. Quan trọng nhất là thời gian may mắn và lời khuyên về chứng khoán có thể giúp bạn giành chiến thắng trong trò chơi giao dịch ngắn hạn nhưng không gì đánh bại được thời gian và sức mạnh của lãi kép david nói hai học hỏi từ lịch sử david cho rằng các nhà đầu tư nên học hỏi từ lịch sử thị trường và hành động phù hợp với tình hình ngay cả một người nghiên cứu thị trường nghiệp dư cũng có tầm nhìn xa để nhận ra hành vi của các nhà đầu tư và các sự kiện trên thị trường hiện tại thực chất là lặp lại quá khứ Bài học lịch sử lớn nhất mà bạn có thể học được là chu kỳ thị trường từ phá sản đến bùng nổ và ngược lại. Các nhà đầu tư nên xuôi theo dòng chảy đó. Từng thời điểm sẽ có sự khác biệt nhưng có nhiều điểm tương đồng và chu kỳ thì luôn tiếp diễn, Shelby David nói. 3. Xem thị trường giá xuống là cơ hội kiếm tiền. David cho biết thị trường giá xuống nên được coi là thời điểm tuyệt vời để mua cổ phiếu. Ông tin rằng thị trường giá xuống giúp mọi người kiếm được nhiều tiền, chỉ là họ không biết điều này vào thời điểm cần biết. Khủng hoảng sẽ đi với cơ hội. Thị trường đi xuống cho phép bạn mua thêm cổ phiếu công ty lớn với giá ưu đãi. Nếu bạn biết mình đang làm gì, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền nhất từ giai đoạn này. Chỉ là mãi sau này bạn mới nhận ra thôi." Selby David nói. 4. Sử dụng đòn bẩy khôn ngoan. Selby David cho rằng các nhà đầu tư chỉ nên sử dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận khi cổ phiếu ở mức giá hời. David luôn sử dụng nợ để làm giàu và không vay chỉ để thanh toán hóa đơn hay mua nhà. Tôi không khuyên bạn nên đầu tư ký quỹ vay để mua cổ phiếu nhưng vay để mua những thứ không mang lại bất kỳ lợi tức nào và chỉ buộc bạn phải làm việc quần quật để trả nợ thì còn tệ hơn. Khoản đầu tư tốt nhất đầu tiên mà bất kỳ ai cũng có thể thực hiện là thanh toán thẻ tín dụng và các khoản vay lãi suất cao, David chia sẻ. 5. Cảnh giác với cổ phiếu tăng giá cao và cổ phiếu nóng. Theo nhà đầu tư này, các công ty đang tăng trưởng nhanh và có cổ phiếu nóng là những công ty tuyệt vời để đầu tư, nhưng chúng cũng là những công ty có xu hướng giảm mạnh nhất. Lịch sử có vô vàn cổ phiếu có kết cục tồi tệ như vậy vậy nên việc mua cổ phiếu bằng mọi giá sẽ không bao giờ thành công. 6. Đầu tư theo quy trình 3 bước. Đầu tiên là tìm hiểu, giai đoạn quan trọng nhất, kéo dài suốt đời nhưng thường bị bỏ qua. Giai đoạn tiếp theo là kiếm tiền, khi đầu tư thông minh mang lại lãi kép. Cuối cùng là chia sẻ kiến thức với thế hệ sau như một cách mang lại giá trị cho xã hội. Theo Selby David, việc học một thứ gì đó như piano hay bóng rổ là những kỹ năng cần thời gian để làm chủ. Tương tự như vậy, để học cách đầu tư bạn cần quyết tâm với tâm thế trẻ thơ. Khi đã hoàn thành các bước cơ bản, quá trình học tập sẽ tăng tốc nhanh chóng, những đứa trẻ tập đi lần đầu tiên đều vấp ngã nhưng chúng luôn đứng dậy. Điều quan trọng không phải là bạn bắt đầu như thế nào mà là kết thúc như thế nào. David cảm thấy bắt đầu sớm rất có ích cho sự nghiệp đầu tư, nhưng điều đó không đảm bảo việc chắc chắn thành công. Vậy nên dù bạn bắt đầy muộn vẫn có thể bù lại bằng sự nỗ lực, hãy bắt đầu sớm khi có thể. Chỉ cần biết rằng trò chơi chưa kết thúc vì bạn bắt đầu muộn, bạn vẫn luôn có cơ hội để chiến thắng, Shelby David nói. Theo Economic Times